Dân bãi xin chào cả nhà, ngày mới dân bãi chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay Caramen sẽ làm cái món mì xào siêu cay cho dân bãi ăn nữa nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem. Chào cả nhà, hôm nay sang là thử dân bãi để làm cái clip thử thách rồi ăn mì tôm xào chua cay á cả nhà. Mời cả nhà và xem dân bãi với sang thử thử và ăn thử thách với lại sang hai sang luôn nha cả nhà. Hai sang luôn sang với lại sang hôm nay nó theo hỗ trợ dân bãi và quay video á cả nhà. Nhưng mời cả nhà cùng xem nha cả nhà. Rồi gấp vô sang anh có tối lý này anh yeah. Sao nó ớt nhiều quá anh, ớt nhiều cay nó mới phế vậy em. Miếng được rồi đừng gấp cho nhiều chơi thơm tép đồ bỏ riêng rồi vô vô hồi sáng múc đi sáng chào chào bà con cô bác nha bà con. Dùng món đồ ăn của anh Bảy làm ấy thịnh ngon không ngon hả cay dữ rồi vô cả nhà lên. Lâu kính nó gãi. Em thấy nó gãi gãi sao á. Sao người thử tính tình vui vẻ lắm cả nhà. Nói chuyện cười giỡn như lắm mà có cái giọng cười thật là bà kỳ lạ luôn cả nhà. Mời cả nhà Caramel quay qua mình tán cờ mình Caramel. Ăn đi em. Em mới ăn rồi. Thử không em? Không. Không thấy không? Được. Không đợi vô mà hôm nay mình thử thách rồi phải ăn hết cái mâm này nè. Mà năng lên chứ em ăn đâu có nổi đâu. Lâu lâu ăn nước anh đã em ăn chừng đi chứ đâu có ăn nhiều nổi đã giống đây hai lọ nước chấm muốn chấm gì chấm tùy thấy ớt này bò ăn khỏe ăn thấy ớt nha nó nhiều quá cay nó khỏe á. Mình bò và viên mình lăn vô trong nước mắm luôn cả nhà rồi cái mình kẹp lắc ớt vô con bãi mời cả nhà chung chuyên môn vô comment. Cậu dậu nó cay trái ớt nó cay cơ mà ít thật lại mạnh vô comment nè, em ăn cũng mạnh lắm em làm như cái pha nữ vậy nó không mạnh dữ mà cả nhà ăn vô ăn vô cầm đũa vô nè anh ăn với tài rồi em ăn đâu có nhiều càng chủ yếu là vui à ớt caramel nó mua không biết ở đâu bán mà nó cay luôn vậy tay cả nhà ơi nó cay quá đã ăn ơi ăn ơi em mới ăn rồi á bưng chén lên bưng chén lên làm ngại đi chứ ngại quá đây ngại ngùng đi làm như ngại như gái mới về nhà chồng ráng ăn vô đi anh ăn nhiều vô cho bờ gái thấy gái thương ít ăn quá về gái về nó thôi nuôi nè anh này khó tánh quá anh ít ăn quá anh này ít anh yếu quá anh yếu nhiều à ừ.
quá caramel đó. Làm cái món này ngon mà, món này ngon anh. Nó ngon mà, nó cũng rất là cay cả nhà ơi. Bữa nay mà không có Sang Ngự Thử xuống rượu rồi, cái mâm này là dân bãi bó tay nữa rồi cả nhà ơi. Cầu rượu trời ớt một cây. Cái này cái gãi này mấy cái đang kiếm gãi chết luôn, mất cả gãi chết luôn á. What yo? Một cái nha, một cái ít chất phải không? Quay đi, quay qua sáng cái nữa, còn sáng nữa không được rồi. Cái nhà. Sang này nổi tiếng cả nhà. Hai sang rồi. Sang này sang nổi tiếng, còn sang này chưa có nổi tiếng cả nhà. Làm nhảy quá anh tài ơi. Nhảy cái gì? Nhảy cái gì người ơi, có sao mình nói thiệt không mà, mình đâu có nói láo đâu. Gậy thôi. Nào thử thách mình phải ăn hết này, đâu phải ăn mình dặn vô. Anh ăn được cho em, ăn cho ông nội quá. Lên tới đi. Gấp chưa? Bởi em ăn lần 3 4 5 gì đâu mà con có bác đó. Em à, chị ơi.